Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thời gian gần đây mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến người dân ở 26 tỉnh, đồng loạt xả lũ thượng nguồn sông Dương Tử và Hoàng Hà càng làm trầm trọng thêm tình hình thiên tai. Hôm thứ Sáu, Chúa lại nổi giận, mưa lớn, giông bão, mưa đá, lũ quét, lở đất lại xảy ra. Hôm thứ Sáu, những cơn mưa xối xả liên tục ở Kỳ Loan, Trùng Khánh đã dẫn đến sạt lở đất và lở núi, làm tắc đường cao tốc từ Thông Hội đến Vạn Thánh ở đoạn Kỳ Loan của đường cao tốc vành đai thứ 3 Trùng Khánh S010 và giao thông hai chiều bị gián đoạn. Những trận lở đất mạnh đến nỗi mọi thứ đều bị cuốn trôi khi chúng đi qua. Video quay trực tiếp cho thấy nước mưa mang theo một lượng lớn trầm tích trượt xuống núi và tràn ra đường. Lan can giữa đường bị xô thẳng xuống nhấn chìm trong bùn đất. Một số cư dân mạng cho biết hôm thứ Sáu khi trời nổi cơn thịnh nộ, ở Trùng Khánh và Bắc Kinh đã xảy ra một cơn bão dữ dội. Mưa lớn ở Trùng Khánh gây ra lở đất, sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Theo giám sát của trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh, do ảnh hưởng của mưa lớn, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn km 16 400m của đường cao tốc vành đai thứ 3 Trùng Khánh S0101 từ Thất Mãn đến Vạn Thánh với khối lượng sạt lở khoảng 10.000m2. Gần đây, nhiều nơi ở Trùng Khánh liên tục xảy ra mưa xối xả, đất ở một số khu vực bị bão hòa, rất dễ xảy ra các tai biến địa chất như núi lở, sạt lở đất. Trên Internet đưa tin rằng cộng đồng Coron Bay 2 ở Trùng Khánh đã nhận được thông báo từ Bộ phận Tài nguyên yêu cầu chuẩn bị phòng chống lũ lụt tầng 4 trở lên. Người ta ước tính rằng mực nước lũ năm nay sẽ đạt khoảng 193m, tương tự vào năm 1998. Ngoài mưa liên tục trên toàn lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoàng Hà đã bước vào mùa lũ. Hồ chứa Tiểu Lãng Đề ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã bắt đầu xả lũ tăng cường với tốc độ 6.520 m3 mỗi giây vào hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Lũ cuốn thẳng xuống phía Nam, làm lũ lụt thêm trầm trọng ở vùng hạ lưu. Chiều cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn thành phố Lan Tây trên thượng nguồn sông Tiền Đường chạm mức nước cảnh báo 28m. Ngay trong đêm đó, chính quyền thông báo khẩn cấp về đợt lũ số 1 trên sông Tiền Đường năm nay đã hình thành và kích hoạt báo động khẩn cấp cấp 4. Bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ, thành phố Nghi Xương cách đập Tam Hiệp 40km về phía hạ lưu đã bị nhấn chìm ở nhiều nơi kể từ hôm thứ Hai đầu tuần này và gần như toàn bộ thành phố chìm trong nước. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở tỉnh Hồ Nam đã bị biến thành một vùng ngập lụt rộng lớn. Những con đường của thành phố cổ xinh đẹp năm xưa nay bị ngập nước, đi lại rất khó khăn. Nhiều nơi trong nội thành nước ngập đến thắt lưng, nhiều ô tô chết máy do ngập nước trên đường. Các video lan truyền trên Internet cho thấy nhiều thành phố ở Hậu Bắc bao gồm cả thủ phủ Vũ Hán bị ngập lụt, nhiều người bị cuốn trôi hoặc bị điện giật khi nước tràn vào đường phố và nhấn chìm đường dây điện. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Bạch Thủy, một nhánh của sông Dương Tử dâng cao và nhiều nơi ở Chiêu Thông, Vân Nam bị thiệt hại nghiêm trọng. Mực nước của sông Y Lương Bạch Thủy, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử ở Chiêu Thông đã tăng vọt 8,5m chỉ sau một đêm, gây ra thảm họa nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng hơn 60 năm qua tại khu vực này và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Theo các báo cáo chính thức, mưa xối xả có thể không tạnh, dự đoán có thể kéo dài ít nhất 10 ngày tới. Vành đai mưa chính từ lưu vực Tứ Xuyên đến khu vực Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và Bắc Giang Nam có thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông sét và gió giật mạnh. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh vào lúc 6 giờ sáng thứ Năm. Mưa to đến rất to xảy ra ở một số khu vực phía Nam Lòng Chảo Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, phần lớn Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây và trung tâm Hồ Nam, các khu vực ở miền Trung Nội Mông, miền Đông Sơn Tây, miền Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy sẽ có 8-10 cơn dông và gió mạnh hoặc mưa đá. Các bộ phận của miền Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn từ 40-70mm. Các bộ phận của miền Đông Tứ Xuyên, miền Nam Quý Châu, miền Đông Hồ Bắc, miền Trung Hồ Nam, miền Bắc Giang Tây và miền Nam Chiết Giang kèm theo dông bão có cường độ 8-10. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thảm họa lũ lụt trên núi, cũng như cảnh báo thời tiết đối với thảm họa lũ lụt trên núi. Hôm qua thứ Bảy, lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử tăng đáng kể, có thể có mưa lớn ở Nam Quý Châu và trung tâm Vân Nam.
Trong 2 ngày tới, rủi ro khí tượng như lũ quét và tai biến địa chất ở Đông Nam Trùng Khánh, Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Tây Quý Châu sẽ có nguy cơ cao, khả năng xảy ra lũ vượt cảnh báo ở các sông cũng tương đối cao. Ngoài ra, trong những ngày gần đây, khu vực phía Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác cũng sẽ xuất hiện một đợt mưa. Trong đó, một số khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông lốc và gió giật mạnh hoặc mưa đá. Kính thưa quý vị, từ tối thứ Hai đến chiều thứ Ba, mưa lớn đổ xuống huyện Kiến Thị, Ân Thạch, tỉnh Hồ Bắc, lũ tràn vào các con đường và ngập tầng 1 của các tòa nhà dân cư. Nước dâng cao tới 2 mét. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, từ 23 giờ đêm thứ Bảy đến 13 giờ trưa thứ Ba, huyện Kiến Thị, tỉnh Hồ Bắc có mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Vào tối thứ Ba, chính quyền quận Kiến Thị báo cáo rằng tính đến 18 giờ chiều, hơn 160.000 người ở các thị trấn như Diệp Châu, Trường Lương, Mao Đài và Mã Thiên và Long Bình trong quận đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 60.000 người phải di rời dân, tạm thời mới di rời được hơn 800 người. 15 người chết, 1 người mất tích, 95 hộ với 222 nhà bị hư hỏng. Trong đó, sập 16 hộ với 46 nhà, 33 hộ với 85 nhà hư hỏng nặng, 46 hộ thiệt hại, chung 91 nhà. Hơn 2.897 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 1.235 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 320 ha bị mất trắng, một số hàng quán bị ngập, một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị cuốn trôi, một số công trình cấp nước, cấp điện và phương tiện thông tin liên lạc bị hư hại. Tuy nhiên, do việc làm sai lệch dữ liệu nhất quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế giới bên ngoài tin rằng lũ lụt xảy ra nghiêm trọng hơn những gì được báo cáo. Vào thời điểm đó, một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy những chiếc ô tô trong bãi đậu xe ở quận đã bị lũ cuốn trôi. Tin tức Bắc Kinh đưa tin rằng địa điểm xảy ra vụ việc là cây cầu Phong Vũ nổi tiếng trong khu vực và sông Quảng Lâm, con sông chính của quận chảy dưới cây cầu. Được biết, mực nước đỉnh lũ tại ga Yangtze, Trường Quan trên sông Quảng Lâm đạt 560,7m vào lúc 11:20 trưa thứ Bảy, vượt quá mực nước cảnh báo 3,7m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 1.190m³/giây. Đây là trận lụt ngàn năm có một. Tại bãi đỗ xe trong khu vực, người dân địa phương cho biết đây là bãi đỗ xe công cộng dành cho người dân gần đó. Thời điểm đó có ít nhất hàng chục chiếc ô tô đậu trong bãi. Trận lụt đã phá hủy hàng rào ven sông khoảng 20m, chiếc ô tô lọt qua khe hở bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, do lũ lên nhanh, tòa nhà mang tính bước ngoặt ở huyện Kiến Thị, đảo Chune ở giữa sông Quảng Lâm đã từng bị lũ nhấn chìm. Ngôi làng mới Nam Sơn bên sông Quảng Lâm có địa hình thấp và bị ảnh hưởng lũ lụt rất nghiêm trọng. Nước lũ từ cầu Nam Chuẩn Đạo tràn vào đường Nam Sơn, cầu Nam bị nhấn chìm và một số đoạn trên cây cầu bị hư hại. Tầng 1 của hàng chục hộ gia đình trong làng bị ngập. Dấu vết của lũ lụt trong các tòa nhà dân cư cho thấy khi đó nước lũ dâng cao hơn 2 mét. Một người dân ở làng mới Nam Sơn cho biết trời bắt đầu mưa vào khoảng 4 giờ sáng thứ Ba và đường phố bắt đầu ngập vào lúc 6 hoặc 7 giờ sáng và mực nước đạt mức cao nhất vào khoảng 10 giờ sáng. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc, Thanh Đảo bất ngờ hứng chịu một cơn bão dữ dội, sấm sét và mưa đá to bằng quả trứng ngỗng. Hàng loạt cây cối trong khu đô thị bị gãy đổ, thậm chí bật gốc, xe cộ bị mưa đá rơi xuống đập vỡ kính và hư hỏng xe, đường xá ngập lụt. Nhưng mọi người sớm phát hiện ra rằng thảm họa tự nhiên này có liên quan trực tiếp đến Hội nghị Thượng đỉnh vừa kết thúc. Chiều ngày thứ Hai, Thanh Đảo bất ngờ hứng chịu cơn bão dữ dội, sấm chớp dữ dội, cả khu đô thị ngày đêm bão bùng khiến cây cối bật gốc, đường xá ngập úng, nhiều nơi ngập đến đầu gối, hàng rào công trường bên đường bị tốc mái. Biển báo trên đường trên cao bị gió quật đổ khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Giờ cao điểm buổi tối kéo đến 11 giờ đêm. Một cư dân mạng viết trên Weibo và nhà phân tích khí tượng Xinxin của kênh khí tượng Trung Quốc đã đăng trên Weibo rằng, từ 17:05 đến 22:05, trạm khí tượng Thanh Đảo đã quan sát thấy một cơn gió giật cấp 12 với tốc độ 34,8 m/giây, phá vỡ kỷ lục địa phương kể từ năm 1979. Kỷ lục tốc độ gió tháng này được lập từ 17:41. Xinxin đăng Weibo thứ Hai nói rằng lượng mưa ở Thanh Đảo đạt 36,7mm trong vòng 15 phút từ 17:00 đến 17:15. Sự đối lưu mạnh mẽ này có thể được ghi lại trong lịch sử của Thanh Đảo. Trong thời tiết khắc nghiệt, cư dân mạng địa phương đã đăng tải nhiều hình ảnh ghi lại tại hiện trường. Trong đó, có cục mưa đá dài tới 4cm to bằng quả trứng ngỗng. Một số cửa kính ô tô bị đập vỡ với hơn chục lỗ lớn. Cư dân mạng còn đăng ảnh nhiều loại hải sản từ trên trời rơi xuống khiến dân mạng ngẩn ngơ. Theo phân tích, trận mưa hải sản có thể là kết quả của gió mạnh và dông lốc đã thổi bay tôm cá ở chợ hải sản lên không trung rồi rơi xuống đất,
Nhưng sau đó, những người trong cuộc tiết lộ rằng thảm họa thiên nhiên này không phải do tự nhiên gây ra, mà do chính quyền đã bắn bom mây trong một tháng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc, khiến những đám mây trở thành hơi nước siêu bão hòa. Sau hội nghị thượng đỉnh, hơi nước siêu bão hòa được giữ trong hơn một tháng nhanh chóng ngưng tụ thành mưa đá. Do lượng lớn bụi do pháo hoa gây ra trong thời kỳ diễn ra hội nghị, một cư dân mạng từ Cục Khí tượng đã để lại lời nhắn: "Tôi đã không nghỉ ngơi trong một tháng và tôi đang gửi bom mây đi khắp nơi mỗi ngày." Có người cũng đăng bản đồ thời tiết ở Thanh Đảo. Bức ảnh cho thấy Thanh Đảo bị bao vây chặt chẽ bởi một khối hơi nước hình vòm màu đỏ và gọi trận mưa đá là sản phẩm phụ của sự can thiệp bởi con người tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải. Một người khác để lại lời nhắn: "Công lao này thuộc về các đồng chí của chúng tôi trong Cục Khí tượng, những người đã chiến đấu ở tiền tuyến 24 giờ một ngày. Bao nhiêu phát súng đã được bắn trong bom mây." Một số người để lại lời nhắn: "Mưa gió dữ dội ở Thanh Đảo trong gần 1 giờ đồng hồ và trận mưa đá to băng quả trứng đã khiến hầu hết các đường ống và đèn trên tường ngoài của các tòa nhà cao tầng được bố trí cho ánh sáng hội nghị thượng đỉnh trước đó bị phá hủy. Hai ngày trước, chúng tôi đã cố gắng hết sức để phun thuốc lên bầu trời để tạo thời tiết tốt cho cuộc họp của hội nghị. Kết quả là tất cả mưa bão và mưa đá tích tụ đã đổ xuống trong vòng 1 giờ, phá hủy tất cả những môi trường được tạo ra này và con người của Thanh Đảo bị tổn thất nặng nề." Có người mỉa mai rằng đây là lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải tại Thanh Đảo. Chiều hôm qua, Thanh Đảo hứng chịu một cơn bão dữ dội từ 17 giờ đến 18 giờ. Trong gần 1 giờ, hầu hết các đường ống và đèn trên tường ngoài của tòa nhà cao tầng đều do buổi trình diễn ánh sáng điên cuồng trước phá hỏng. Kinh phí hàng chục tỷ đồng bị quét sạch, không để lại vết tích. Vài ngày trước, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều vùng của Sơn Đông. Tại sao chỉ riêng Thanh Đảo trời xanh mây trắng lại bị đại bác bắn lên trời tán loạn? Hóa ra, việc điều khiển thời tiết nhân tạo thực sự có thể thực hiện được. Cư dân gần địa điểm được yêu cầu rời khỏi nhà của họ và niêm phong, và chính phủ đã cấp 1.000 nhân dân tệ để ở trong một khách sạn. Ai không muốn rời khỏi nhà thì đừng ép, cử hai người mặc thường phục đến ở cùng nhà bạn. Tỉnh Giang Tô của Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh và dông bão khiến cây cối gãy đổ và nhà cửa bị phá hủy. Dân số địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa vượt quá 10.000 người, trong đó 11 người chết và hơn 100 người bị thương do mưa đá. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.